xá lợi tử bản tánh của năm loại mắt là không nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là xanh nào là diệt nào là trụ nào là dị do duyên cớ này nên nếu là rốt giáo chẳng xanh thì chẳng thể gọi là năm loại mắt xá lợi tử bản tánh của sáu phép thần thông là không nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là xanh nào là diệt nào là trụ nào là dị Do duyên cớ này nên nếu là rốt giáo chẳng xanh thì chẳng thể gọi là sáu phép thần thông. Xá lợi tử, bản tánh của mười lực Phật là không. Nếu bản tánh của Pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là xanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt giáo chẳng xanh thì chẳng thể gọi là mười lực của Phật. Xá lợi tử, bản tánh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. 18 pháp Phật bất cộng là không, nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt giáo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Xá lợi tử, bản tánh của trí nhất thiết là không. Nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt giáo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là trí nhất thiết. Xá lợi tử, bản tánh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là không. Nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt giáo chẳng xanh thì chẳng thể gọi là trí đạo tướng trí nhất thiết tướng xá lợi tử bản tánh của pháp không quên mất là không nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là xanh nào là diệt nào là trụ nào là dị do duyên cớ này nên nếu là rốt giáo chẳng xanh thì chẳng thể gọi là pháp không quên mất xá lợi từ bản tánh của tánh luôn luôn xả là không nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là xanh nào là diệt nào là trụ nào là dị do duyên cớ này nên nếu là rốt giáo chẳng xanh thì chẳng thể gọi là tánh luôn luôn xả xá lợi tử bản tánh của tất cả pháp môn đà la ni là không, nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt giáo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là tất cả pháp môn đà la ni. Xá lợi tử bản tánh của tất cả pháp môn tam ma địa là không, nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị do duyên cớ này nên nếu là rốt giáo chẳng xanh thì chẳng thể gọi là tất cả pháp môn tam ma địa xá lợi tử bản tánh của bậc cực hỷ là không nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là xanh nào là diệt nào là trụ nào là dị do duyên cớ này nên nếu là rốt giáo chẳng xanh thì chẳng thể gọi là bậc cực hỷ xá lợi từ bản tánh của bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tuệ bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tuệ bậc pháp vân là không nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là xanh nào là diệt nào là trụ nào là dị Do duyên cớ này nên nếu là rốt giáo chẳng xanh thì chẳng thể gọi là bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. Xá lợi tử, bàn tánh của bậc phàm phu là không, nếu bàn tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là xanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt giáo chẳng xanh thì chẳng thể gọi là bậc phàm phu xá lợi tử bản tánh của bậc trùng tánh bậc đệ bát bậc cụ kiến bậc bạc bậc ly dục bậc dĩ biện bậc độc giác bậc bồ tát bậc như lai là không nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là xanh nào là diệt nào là trụ nào là dị do duyên cớ này nên nếu là rốt giáo chẳng xanh thì chẳng thể gọi là bậc trùng tánh cho đến bậc như lai Xá lợi tử, bản tánh của thanh văn thừa là không, nếu bản tánh của pháp là không, thì chẳng thể bày ra nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này, nên nếu là rốt giáo chẳng sanh, thì chẳng thể gọi là thanh văn thừa. Xá lợi tử, bản tánh của độc giác thừa, đại thừa là không, nếu bản tánh của pháp là không, thì chẳng thể bày ra nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị do duyên cớ này nên nếu là rốt giáo chẳng xanh thì chẳng thể gọi là độc giác thừa đại thừa, xá lợi tử do duyên cớ này nên tôi nói nếu là rốt giáo chẳng xanh thì chẳng thể gọi là sắc vân vân vì pháp không vô sanh bất khả thuyết lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại đáp lời xá lợi tử như tôn giả đã hỏi vì duyên cớ gì mà nói tôi đâu có thể dùng bát nhã ba la mật đa rút giáo chẳng xanh để dạy bảo cho truyền cho các đại bồ tát rút giáo chẳng xanh xá lợi tử rút giáo chẳng xanh tức là bát nhã ba la mật đa bát nhã ba la mật đa tức là rút giáo chẳng xanh vì sao vì rút giáo chẳng xanh cùng với bát nhã ba la mật đa không hai không hai phần xá lợi tử rốt giáo chẳng xanh tức là đại bồ tát đại bồ tát tức là rốt giáo chẳng xanh vì sao vì rốt giáo chẳng xanh cùng với đại bồ tát không hai không hai phần xá lợi tử do duyên cớ này nên tôi nói là tôi đâu có thể dùng bát nhã ba la mật đa rốt giáo chẳng xanh để dạy bảo trao truyền cho các đại bồ tát rốt giáo chẳng xanh lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại đáp đời xá lợi tử như tôn giả đã hỏi vì duyên cớ gì mà nói là lìa rốt giáo chẳng xanh, cũng không có đại Bồ Tát nào có thể tu hành quả vị giác ngộ cao tột. Xá lợi tử Các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy bát nhã ba la mật đa khác với rốt giáo chẳng xanh, cũng chẳng thấy đại Bồ Tát khác với rốt giáo chẳng xanh. Vì sao? Vì hoặc bát nhã ba la mật đa hoặc đại Bồ Tát cùng với rốt giáo chẳng xanh không hai không hai phần xá lợi tử các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy sắc khác với rốt giáo chẳng xanh cũng chẳng thấy thọ tưởng hành thức khác với rốt giáo chẳng xanh vì sao vì sắc cho đến thức cùng với rốt giáo chẳng xanh không hai không hai phần xá lợi tử các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy nhãn xứ khác với rốt giáo chẳng xanh cũng chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ khác với rốt giáo chẳng xanh. Vì sao? Vì nhãn xứ cho đến ý xứ cùng với rốt giáo chẳng xanh không hai không hai phần xá lợi tử các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy sắc xứ khác với rốt giáo chẳng xanh cũng chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ khác với rốt giáo chẳng xanh vì sao vì sắc xứ cho đến pháp xứ cùng với rốt giáo chẳng xanh không hai không hai phần xá lợi tử các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy nhãn giới khác với rốt giáo chẳng xanh cũng chẳng thấy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra khác với rốt giáo chẳng sanh. Vì sao? Vì nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cùng với rốt giáo chẳng sanh không hai không hai phần. Xá lợi tử, các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy nhĩ giới khác với rốt giáo chẳng sanh, cũng chẳng thấy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra khác với rốt giáo chẳng sanh vì sao? Vì nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cùng với rốt giáo chẳng sanh, không hai, không hai phần. Xá lợi tử, các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thấy tĩ giới khác với rốt giáo chẳng sanh, cũng chẳng thấy hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tị xúc làm duyên sanh ra khác với rốt giáo chẳng sanh. Vì sao? Vì tỷ giới cho đến các thọ do tị xúc làm duyên sanh ra cùng với rốt giáo chẳng sanh không hai không hai phần. Xá lợi tử, các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy thiệt giới, khác với rốt giáo chẳng sanh cũng chẳng thấy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra khác với rốt giáo chẳng sanh vì sao vì thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cùng với rốt giáo chẳng sanh không hai không hai phần xá lợi tử các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy thân giới khác với rốt giáo chẳng sanh cũng chẳng thấy xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra khác với rốt giáo chẳng sanh vì sao? Vì thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, cùng với rốt giáo chẳng sanh không hai, không hai phần. Xá lợi tử, các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thấy ý giới khác với rốt giáo chẳng sanh, cũng chẳng thấy pháp giới, ý thức giới và ý xúc. Cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra khác với rốt giáo chẳng sanh. Vì sao? Vì ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cùng với rốt giáo chẳng sanh không hai, không hai phần phần xá lợi tử các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy địa giới khác với rốt giáo chẳng xanh cũng chẳng thấy thủy hòa phong không thức giới khác với rốt giáo chẳng xanh vì sao vì địa giới cho đến thức giới cùng với rốt giáo chẳng xanh không hai không hai phần xá lợi tử các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy thánh đế khổ khác với rốt giáo chẳng xanh cũng chẳng thấy thánh đế tập diệt đạo khác với rốt giáo chẳng xanh vì sao? Vì thánh đế khổ cho đến thánh đế đạo cùng với rốt giáo chẳng xanh không hai không hai phần. Xá lợi tử, các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy vô minh. Khác với rốt giáo chẳng xanh cũng chẳng thấy hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu xanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não khác với rốt giáo chẳng xanh. Vì sao? Vì vô minh cho đến lão tử, sầu, than khổ, yêu não cùng với rốt giáo chẳng xanh không hai không hai phần xá lợi tử các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy cái không nội khác với rốt giáo chẳng xanh cũng chẳng thấy cái không ngoại cái không nội ngoại cái không không cái không lớn cái không thắng nghĩa cái không hiểu vi cái không vô vi cái không rốt giáo cái không không biên giới cái không tàn mạn cái không không đổi khác cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, khác với rốt giáo chẳng xanh, Vì sao? Vì cái không nội cho đến cái không không tánh tự tánh cùng với rốt giáo chẳng xanh, không hai, không hai phần xá lợi từ các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy bố thí ba la mật đa khác với rốt giáo chẳng xanh cũng chẳng thấy tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa khác với rốt giáo chẳng xanh vì sao vì bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa cùng với rốt giáo chẳng xanh không hai không hai phần xá lợi từ các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy bốn tịnh lự khác với rốt giáo chẳng xanh cũng chẳng thấy bốn vô lượng bốn định vô sắc khác với rốt giáo chẳng xanh vì sao? Vì bốn tịnh lự, bốn vô lượng bốn định vô sắc cùng với rốt giáo chẳng xanh không hai không hai phần xá lợi tử các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy tám giải thoát khác với rốt giáo chẳng xanh cũng chẳng thấy tám thắng xứ, chín định thứ đại mười biến xứ khác với rốt giáo chẳng xanh vì sao? Vì tám giải thoát cho đến mười biến xứ cùng với rốt giáo chẳng xanh không hai không hai phần. Giá lợi từ các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy bốn niệm trụ khác với rốt giáo chẳng xanh, cũng chẳng thấy bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thành đạo khác với rốt giáo chẳng xanh, vì sao? vì bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cùng với rốt giáo chẳng xanh không hai không hai phần xá lợi tử các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy pháp môn giải thoát không pháp với rốt giáo chẳng xanh cũng chẳng thấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện khác với rốt giáo chẳng xanh vì sao? vì pháp môn giải thoát không pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cùng với rốt giáo chẳng xanh không hai không hai phần xá lợi tử các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy năm loại mắt khác với rốt giáo chẳng xanh cũng chẳng thấy sáu phép thần thông khác với rốt giáo chẳng xanh vì sao vì năm loại mắt sáu phép thần thông cùng với rốt giáo chẳng xanh không hai không hai phần xá lợi từ các đại bổn tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy mười lực của phật khác với rốt giáo chẳng xanh cũng chẳng thấy bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xà mười tám pháp phật bất cộng khác với rốt giáo chẳng xanh vì sao vì mười lực của phật cho đến mười tám pháp phật bất cộng cùng với rốt giáo chẳng xanh không hai không hai phần xá lợi tử, các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy trí nhất thiết khác với rốt giáo chẳng xanh cũng chẳng thấy trí đạo tướng trí nhất thiết tướng khác với rốt giáo chẳng xanh vì sao vì trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cùng với rốt giáo chẳng xanh không hai không hai phần giá lợi từ các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy pháp không quên mất khác với rốt giáo chẳng xanh cũng chẳng thấy tánh luôn luôn xả khác với rốt giáo chẳng xanh vì sao? vì pháp không quên mất tánh luôn luôn xả cùng với rốt giáo chẳng xanh không hai không hai phần xá lợi tử các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy tất cả pháp môn đà la ni khác với rốt giáo chẳng xanh cũng chẳng thấy tất cả pháp môn tam ma địa khác với rốt giáo chẳng xanh vì sao vì tất cả pháp môn đà la ni tất cả pháp môn tam ma địa cùng với rốt giáo chẳng xanh không hai không hai phần xá lợi tử các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy bậc cực hỷ khác với rốt giáo chẳng xanh cũng chẳng thấy bậc tuy cấu bậc phát quang bậc diện tuệ bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tuệ bậc pháp vân khác với rốt giáo chẳng sanh vì sao vì bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân cùng với rốt giáo chẳng sanh không hai không hai phần xả lợi tử các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy bậc phàm phu khác với rốt giáo chẳng xanh cũng chẳng thấy bậc trùng tánh bậc đệ bát bậc cụ kiến bậc bạc bậc ly dục bậc sĩ biện bậc độc giác bậc bồ tát bậc như lai khác với rốt giáo chẳng xanh vì sao vì bậc phàm phu cho đến bậc như lai cùng với rốt giáo chẳng xanh không hai không hai phần Xá lợi tử các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy thanh văn thừa khác với rốt giáo chẳng xanh cũng chẳng thấy độc giác thừa đại thừa khác với rốt giáo chẳng xanh vì sao vì thanh văn thừa độc giác thừa đại thừa cùng với rốt giáo chẳng xanh không hai không hai phần xá lợi tử do duyên cớ này nên tôi nói đìa rốt ráo chẳng xanh không có bồ tát nào có thể tu hành quả vị giác ngộ cao tột lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại đáp lời xá lợi tử như tôn giả đã hỏi vì duyên cớ gì mà nói là nếu đại bồ tát nghe nói như vậy mà tâm chẳng kinh hoàng chẳng hãi hùng chẳng sợ sệt chẳng chìm chẳng đắm cũng chẳng lo buồn hối tiếc nên biết đó là đại bồ tát có khả năng tu hành bát nhã ba la mật đa xá lợi tử các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy các pháp có giác có dụng mà thấy tất cả pháp như sự huyễn như cảnh mộng như ảnh tượng như tiếng vang như bóng sáng như bóng nước như hoa hư không như ảo thành, như trò biến hóa đều chẳng phải thật có. Nghe nói bản tánh của các pháp đều không, trong lòng rất hoan hỷ. Xá lợi tử do duyên cớ này nên tôi nói là nếu đại Bồ Tát nghe nói như vậy mà tâm chẳng kinh hoàng, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt, chẳng chìm chẳng đắm, cũng chẳng lo buồn hối tiếc thì nên biết đó là đại Bồ Tát có khả năng tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa.